Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin trong nước và quốc tế sẽ luôn được chúng tôi cập nhật mới nhất trong 24 giờ qua. Và tôi là Văn Quỳnh, người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Clip 44 giây ghi lại vụ cướp táo tợn ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngày 3 tháng 5, Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tâm Tiến, sinh năm 1989, về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, ngày 29 tháng 4, Tiến dùng băng keo đen dán che số 9 trên biển số xe máy, rồi điều khiển xe di chuyển với mục đích cướp tài sản. Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến đường V3, thành phố Vũng Tàu, Tiến phát hiện hai người phụ nữ chở nhau bằng xe máy và dừng lại trước một ngôi nhà, chuẩn bị bước vào cổng. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, Tiến áp sát lại gần, giả vờ hỏi đường, rồi giật mạnh sợi dây chuyền của một nạn nhân. Hai người phụ nữ nhanh chóng vật lộn giữa kẻ cướp lại, không cho chạy. Thế vậy, Tiến liền vứt bỏ lại sợi dây chuyền và chạy thoát. Từ camera ghi lại cùng với nghiệp vụ, Công an thành phố Vũng Tàu xác định được ngay đối tượng và mời Tiến lên làm việc. Tiến thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Tang vật gồm một sợi dây chuyền kèm mặt, trị giá khoảng 5 triệu đồng. Giám đốc quốc tịch Trung Quốc bị tạm giữ sau vụ nổ 6 người chết. Ngày 3 tháng 5, nguồn tin riêng cho biết, các cơ quan thực thi pháp luật tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất gỗ Bình Minh ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu để phục vụ công tác điều tra, xác minh liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến 6 người chết, 5 người bị thương xảy ra ngày 1 tháng 5. Nguồn tin này cũng cho biết, cơ quan chức năng đang tạm giữ giám đốc công ty và đang chờ kết quả giám định để củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố vụ án xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kết luận bước đầu sau khi khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận nguyên nhân do lỗi kỹ thuật, lò hơi phát nổ, gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Theo cổng thông tin điện tử, Công an tỉnh Đồng Nai, công ty gỗ Bình Minh do ông Feng Yong, quốc tịch Trung Quốc, làm giám đốc. Như đã thông tin, sáng ngày 1 tháng 5, tại công ty gỗ Bình Minh, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, xảy ra vụ nổ lò hơi làm 6 người chết, 5 người bị thương, được đưa đi cấp cứu. Trong ngày 1 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an và lãnh đạo các Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế đã kịp thời chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân tử vong, cứu người bị thương và nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ tai nạn. Vây bắt đối tượng dùng dao đâm trọng thương một phó trưởng công an xã. Theo cơ quan công an, vào khoảng 8 giờ 20 phút sáng ngày 3 tháng 5, công an của xã Phú Bình nhận được tin báo của bà Dung, sinh năm 1968, về việc nghi phạm Bùi Văn Khược, sinh năm 1956 có hành vi phun thuốc diệt cỏ vào sụn nhà bà Dung. Công an của xã Vũ Bình đã phân công thiếu tá Quách Phúc Kín, phó công an trưởng công an xã và đồng chí Bùi Văn Trức là công an viên bán chuyên trách trực tiếp xuống địa bàn nắm bắt tình hình và mời Khược lên trụ sở công an xã làm việc. Khi gặp, Bùi Văn Khược lấy lý do về nhà để khóa cửa nên hai công an xã đã đi theo. Vừa về đến nhà thì Bùi Văn Khược đã mở cửa và bất ngờ lấy dao nhọn đâm vào vùng đùi phải của thiếu tá Kín. Thiếu tá Kín bị thương nặng và chảy máu nhiều, còn đối tượng Khược thì vùng bỏ chạy. Thiếu tá Kín sau đó đã được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã xác định thiếu tá Kín đã bị rách đùi do vật nhọn sắc gây ra, vết thương dài khoảng 10cm, sâu 15cm, rách đứt cơ và mạch máu. Ngay sau đó, bác sĩ tiến hành phẫu thuật, khâu và băng bó vết thương cho thiếu tá Kín. Về phần đối tượng Khược, sau khi sự việc xảy ra, công an của huyện Lạc Sơn, công an xã Vũ Bình triển khai lực lượng vây bắt, thu giữ tang vật gây án là con dao găm, buộc vào thanh tre dài khoảng 2m. Dạng dao phóng lợn tự chế, hiện công an của huyện Lạc Sơn đang tiến hành lấy lời khai để lập hồ sơ xử lý đối tượng. Công an Gia Lai thông tin vụ cán bộ cảnh sát giao thông tông chết người phụ nữ. Trưa ngày 3 tháng 5, Công an tỉnh Gia Lai phát đi thông tin chính thức về vụ việc ông Nguyễn Hồng Phong, 41 tuổi, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, tông xe khiến một người phụ nữ tử vong.
Theo đó, khoảng 19 giờ tối ngày 2 tháng 5, ông Nguyễn Hồng Phong điều khiển xe ô tô lưu thông trên tỉnh lộ 663 hướng từ thị trấn Chư Prong đi xã Ia Bồng. Khi đến km 18+400 thuộc địa phận thôn Hợp Thắng, xã Ia Đờ Răng, huyện Chư Prong, thì tông vào bà Vũ Thị Hạnh, 49 tuổi, đang đi bộ cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến bà Vũ Thị Hạnh tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Nguyên nhân vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai điều tra xử lý theo quy định. Bà Hà là một người chứng kiến vụ việc cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, nhiều người dân đã có mặt tại hiện trường theo dõi sự việc. Khi người nhà đưa xác bà Vũ Thị Hà từ bệnh viện trở về thì càng thu hút nhiều người hơn. Lúc này, người nhà nạn nhân yêu cầu phải tiến hành đo nồng độ cồn đối với tài xế gây tai nạn. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra lúc 19 giờ tối ngày 2 tháng 5, nhưng phải đến 1 giờ sáng ngày 3 tháng 5, cơ quan chức năng mới đo được nồng độ cồn của tài xế Nguyễn Hồng Phong. Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với một giáo viên của một trường tiểu học ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, một người đàn ông đã chuẩn bị nhiều hung khí đến trường nói chuyện. Ngày 3 tháng 5, nguồn tin cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Trần Duy Tâm, 38 tuổi, để điều tra tội cố ý gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên là Vĩnh, giáo viên trường tiểu học, nên sáng 12 tháng 4, Tâm chuẩn bị nhiều hung khí bỏ vào ba lô rồi lên Tòa án Nhân dân huyện nộp đơn ly hôn. Sau đó, Tâm gọi điện rủ ông Vĩnh đi nhậu. Người này đồng ý và hẹn Tâm đến trường gặp nhau. Khoảng 9 giờ 20 phút cùng ngày, Tâm chạy xe máy mang theo ba lô đựng hung khí đến trường tiểu học nơi ông Vĩnh công tác. Sau đó, Tâm cầm chai hơi cay đến phòng làm việc của ông Vĩnh hỏi về mối quan hệ với vợ mình. Khi nghe hỏi như vậy, ông Vĩnh đứng dậy định đi ra khỏi phòng thì bị Tâm xịt hơi cay, dùng chai bia đánh trúng vào đầu của ông Vĩnh. Nạn nhân té ngã khi chạy ra sân trường thì bị Tâm dùng dao tấn công. Nhiều người có mặt trong sân trường đến can ngăn, đưa ông Vĩnh đi cấp cứu. Còn Tâm sau khi gây án đã cầm ba lô rồi lái xe đến công an xã Phương Bình đầu thú. Hậu quả ông Vĩnh bị đứt gót chân trái và nhiều vết thương khác ở tay, hông. Bộ Y tế nói gì về việc vaccine COVID-19 AstraZeneca có thể gây cục máu đông? Thông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông kèm giảm tiểu cầu, TTS, mới đây khiến nhiều người dân băn khoăn, lo lắng dù hãng dược này khẳng định đây là trường hợp rất hiếm. Sáng 3 tháng 5, lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, người dân đã từng tiêm vaccine COVID-19 của hãng dược AstraZeneca cách đây 2-3 năm, không nên hoang mang, lo lắng, bởi vaccine chỉ có tác dụng trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, giới chuyên môn Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi thông tin từ đồng nghiệp quốc tế liên quan vấn đề này. Đây không phải là lần đầu có thông tin sau tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca xuất hiện tình trạng đông máu. Theo Telegraph, các nhà khoa học lần đầu tiên xác định được mối liên hệ giữa vaccine và tình trạng giảm tiểu cầu kèm huyết khối miễn dịch do vaccine VITT gây ra vào đầu tháng 3 năm 2021. Tháng 4 năm 2021, Bộ Y tế Việt Nam ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vaccine COVID-19 kèm theo quyết định số 1966. Theo Bộ Y tế, thuyên tắc huyết khối kèm theo giảm tiểu cầu sau khi tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca và Johnson & Johnson đã được ghi nhận trong các báo cáo của các cơ quan quản lý dược và Tổ chức Giám sát An toàn vaccine tại nhiều quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới đã yêu cầu cảnh giác, theo dõi, phát hiện sớm và xử trí kịp thời những biến cố hiếm gặp ở người sau tiêm vaccine COVID-19, nghi ngờ giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch, đông máu rải rác trong lòng mạch, huyết khối tĩnh mạch não. Biểu hiện lâm sàng thường xảy ra 4 đến 28 ngày sau khi tiêm, Bộ Y tế cho biết. Một cảnh sát giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh đuổi theo người vi phạm, đụng hai người dân khiến cả ba nhập viện. Ngày 2 tháng 5, nguồn tin xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ việc tai nạn nghiêm trọng giữa mô tô cảnh sát giao thông và xe máy người dân khiến ba người nguy kịch nhập viện cấp cứu. Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 5, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an huyện Cần Giờ đang thực hiện nhiệm vụ trên đường Lý Nhơn thuộc xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ. Lúc này, tổ công tác phát hiện một thanh niên 18 tuổi chạy xe máy có dấu hiệu độ chế, không có gương chiếu hậu, nên một chiến sĩ trong tổ ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, thanh niên này không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy.
Ngay lập tức, một trung úy cảnh sát giao thông trong tổ công tác điều khiển xe mô tô đặc chủng đuổi theo, hướng từ rừng xác về cầu Vàm Sát. Khi đến đoạn đường có khúc cua gấp, chiến sĩ cảnh sát giao thông cầm lái mô tô lấn qua làn đường ngược lại và va chạm mạnh với xe máy chở hai người, cả ba văng xuống đường, hai xe hư hỏng. Lập tức, ba chiến sĩ khác cùng tổ công tác nhận tin báo của người dân cũng nhanh chóng đến hiện trường, đưa cả ba người bị nạn đến trạm xá gần đó sơ cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu điều trị. Hiện trường được công an huyện Cần Giờ phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng và thanh niên liên quan để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân. Cũng theo nguồn tin, hiện tại một trung úy cảnh sát giao thông vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, tụ máu não và đang chờ phẫu thuật. Còn hai người đi xe máy gặp nạn cũng nguy kịch, một người bị chấn thương nặng ở tay, chân, một người chấn thương nặng phần đầu. Vụ nghi ngộ độc do ăn bánh mì tại Long Khánh, số ca nhập viện đã lên 469 người. Thông tin từ Sở Y tế, tính tới 7 giờ ngày 3 tháng 5, các bệnh viện tại thành phố Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh băng, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh. Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đang điều trị cho 321 ca, xuất viện 19 ca, cấp toa thuốc cho bệnh nhân điều trị tại nhà là 96 ca, chuyển viện 11 ca. Hiện tại, các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này đều ổn định. Bệnh viện vẫn đang tiếp nhận bệnh nhân vào viện nhưng không ồ ạt. Còn Bệnh viện Đa khoa Cao su Đồng Nai tiếp nhận chữa trị 22 ca, trong đó có 9 trẻ em và không có ca nặng. Riêng tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đang tiếp nhận chữa trị cho 12 bé bị ngộ độc liên quan đến vụ việc trên. Trong đó có 5 ca bệnh nặng nhưng đang được các y bác sĩ điều trị tích cực nên bệnh nhi có dấu hiệu khả quan hơn, diễn biến tốt hơn. Ngoài tiếp nhận những ca chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh thì một số gia đình tự đưa con đi khám. Bác sĩ Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Y tế nhận định, dù số ca nghi ngộ độc đang tăng nhưng sức khỏe bệnh nhân đã ổn định sau khi nhập viện. Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đã lập thêm một đơn vị cấp cứu và điều trị ngộ độc với quy mô 70 giường bệnh để tập trung điều trị và tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm từ ngày 2 tháng 5, do đó không quá tải. Các y bác sĩ của bệnh viện vẫn làm tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho những nạn nhân của vụ việc này. Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động Quốc hội. Chiều ngày 2 tháng 5, Tổng thư ký Quốc hội đã ban hành thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa 15 theo quy định. Trước đó, Quốc hội đã tiến hành quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ. Ông Trần Thanh Mẫn, sinh năm 1962, quê ở Hậu Giang, là tiến sĩ kinh tế, cử nhân chính trị. Ông là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 và là đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, 15. Trong quá trình công tác, ông Mẫn có thời gian dài làm công tác đoàn tại các tỉnh Hậu Giang và Cần Thơ. Tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 14, được phân công làm Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. 3 tháng sau, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và được phân công làm Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội. Chiều ngày 2 tháng 5, Quốc hội họp kỳ bất thường lần thứ 7 để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Theo đó, Quốc hội đã thực hiện quy trình bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Sau khi nghe tờ trình thảo luận, Quốc hội đã bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Dương Văn Thái thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Trước đó, ngày 26 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết 1046, đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc khởi tố bắt tạm giam khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15 theo quy định. Đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15 kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.
Ông Dương Văn Thái, 54 tuổi, quê quán xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang khóa 15. Ông Thái từng giữ các chức vụ: Chi cục trưởng Chi cục thuế thị xã Bắc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Từ tháng 10 năm 2020, ông Thái được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Đi bộ qua đường, người phụ nữ bị ô tô tông văng hơn 6 mét. Một người phụ nữ đã bị thương sau khi một chiếc ô tô chạy quá tốc độ đâm vào cô, hất văng lên không trung ở quận Erode, bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 27 tháng 4 đã được camera quan sát ghi lại. Trong clip, Abinaza, nhân viên ngân hàng, đang trên đường từ bệnh viện về nhà, thì một chiếc ô tô mất lái đâm vào cô khi cô đang chờ qua đường. Cú va chạm xảy ra khiến Abinaza bị ném lên không trung và rơi vào cách chỗ cô đang đứng gần 6,1 mét. Cô bị thương nặng ở đầu, vai, cổ tay và được đưa vào bệnh viện tư nhân. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra vụ tai nạn. Trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh phát sách tả cảnh giường chiếu cho học sinh lớp 11. Đầu độc về mặt tinh thần, giận trung cả người là những chia sẻ của một phụ huynh về câu chuyện giáo viên phát sách có chuyện giường chiếu dành cho trẻ. Chia sẻ trên diễn đàn giáo dục có hơn 26.000 thành viên, một phụ huynh tự nhận có con học lớp 11 tại trường quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, ISHCMC, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ bức xúc khi phát hiện con mình đang bị đầu độc về mặt tinh thần. Theo chia sẻ này, trước ngày lễ, cô giáo đã phát sách Một thoáng ta rực rỡ nhân gian cho học sinh để về nhà đọc. Thay vì sự hân hoan đón nhận một tác phẩm văn học hay, người mẹ đã thực sự bàng hoàng khi tận mắt đọc được những trang văn miêu tả cảnh chuyện giường chiếu. Những ngôn từ khi đọc gây ám ảnh cho nhiều người. Người mẹ ngoài 40 tuổi. Bản thân là một phụ nữ ngoài 40, nhưng khi đọc những câu văn này, tôi còn đỏ mặt tía tai, huống hồ gì bé con nhà tôi chỉ là một học sinh lớp 11, vẫn còn vô cùng non nớt. Tôi ngồi đọc sách cùng con mà giận run cả người vì không hiểu nhà trường biên soạn chương trình thế nào, giáo viên trình độ chuyên môn ra sao mà lại có thể lựa chọn một tác phẩm với những ngôn từ đồ trụy, nhớp nhúa, nội dung khiêu dâm như vậy để dạy cho học sinh. Phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội. Tối ngày 2 tháng 5, trả lời báo chí về vấn đề này, Trường quốc tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận thông tin rằng một số học sinh lớp 11 đã được nhận một quyển sách dịch tiếng Việt với nội dung có thể không phù hợp với học sinh. Theo nhà trường, tác giả thuộc trong danh sách đọc tham khảo gồm nhiều ngôn ngữ kể cả tiếng Việt, được chương trình Tú tài quốc tế IB giới thiệu và các tác phẩm của ông hiện được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi nhận được phản ánh quan ngại của phụ huynh về tác phẩm này, nhà trường đã thu hồi các ấn bản trên và đang đánh giá xem xét quy trình mà tác phẩm được giới thiệu cho học sinh. Đại diện trường quốc tế thành phố Hồ Chí Minh cho hay. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.